Ok, mình hướng dẫn anh chị em tạo nhân vật AI, MC AI nhé. Đầu tiên mình vào website d-id.com nhé. Sau đó chúng ta vào giao diện này. Đấy, thì chúng ta nhấn vào Create Video. Thì đây Huy đã đăng nhập vào rồi. Chúng ta mỗi lần đăng nhập tạo một tài khoản mới ấy, thì chúng ta sẽ có 20 credit nhé. Mỗi credit được 25 giây. Đấy, đầu tiên là chúng ta có thể chọn cái văn bản này. Chúng ta dán vào đây này để cho nó nói này. Cách thứ hai là chúng ta chọn voice này. Cái voice này Huy đã thu âm trước rồi nhé. Đấy, thì bây giờ mình chọn voice, xong rồi mình chọn cái nền màu xanh này để tí nữa mình xóa nền cho nó dễ. Cái thứ hai mình chọn cái ô vuông ấy, chọn cái dạng vuông này cho nó ít nền. Đấy, sau đó chúng ta là nhấn là tạo video. Đấy, rất là đơn giản. Cái file voice của mình đã chuẩn rồi thì rất là dễ. Đấy, và với cái này thì chúng ta sẽ mất một số credit. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấn generate, tức là tạo video. Đấy, một lúc sau thì nó tạo xong video thì chúng ta có thể nhấn download xuống. Chúng ta có thể nhấn vào để kiểm tra video đã hoạt động tốt chưa. Mình thấy video ok rồi thì mình nhấn nút download xuống. Ừ, nhấn nút download xuống thì nó sẽ tự động nó tải về máy của mình và nó có một cái logo DID ở bên dưới góc bên trái kìa và mình sẽ cắt cái logo và cái nền đi để mình ghép vào trong cái video chính của mình đó, thì mình sẽ sử dụng CapCut nhé, đúng không ạ? Đó, khi mà mình bật CapCut lên đầu tiên là mình đưa hình ảnh vào này đó, sau đó thì mình cho nó xuống bên dưới này bằng cách nhấn phím cộng này. Đấy. Rồi sau đó mình nhấn vào chọn vào video, mình chọn vào video này đấy, sau đó nó hiện ra cái bảng điều khiển bên tay phải này, mình nhấn vào phần cắt out này đấy, thì mình nhấn vào phần là gì ạ? Chroma key đấy, xong mình chọn cái bút ấy, xong mình chọn cái màu 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 nền, sau đó mình có thể tự tự chỉnh hoặc là mình chọn là gì ạ? Tự động đấy, auto, thì auto thì mình thấy nó đẹp hơn đấy, cho nên là anh chị em có thể sử dụng cái auto rất là hay đấy, và ở đây ấy, thì mình sẽ thấy là cái mã DID ở bên cạnh ấy. Đấy, thì nó vẫn còn. Thế thì mình sẽ dùng một cái thủ thuật nữa, đấy là mình sẽ dùng cái ô vuông, dùng cái cắt, mình cắt đi cái logo đấy, thì như vậy là mình sẽ không còn cái logo nữa.